Coaching marketing cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Xin chào, bạn đam mê với những gì bạn yêu thích và muốn xây dựng một doanh nghiệp thành công dựa trên niềm đam mê đó thì Hiếu có thể giúp bạn và cũng rất muốn được đồng hành với bạn. Hiếu là một người khởi nghiệp tự thân và phần nào hiểu được những khó khăn của những doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc cũng có thể là doanh nghiệp chỉ vừa mới bắt đầu hoạt động. Thế nên việc cần phải hiểu và triển khai các cái chiến lược marketing như thế nào là vô cùng quan trọng. Các dịch vụ coaching marketing, huấn luyện tiếp thị của bên Hinu được hiếu thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu của bạn và giúp bạn triển khai các hoạt động tiếp thị phù hợp với doanh nghiệp của mình. Vậy nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Hinu và chỉ vừa mới biết đến Hiếu, vậy hãy cùng làm quen xem Hiếu có thể giúp gì được cho các bạn nhé. Xin tự giới thiệu mình là Minh Hiếu, founder của Hienu. Các bạn có thể biết đến mình thông qua những bài viết trong hội nhóm trên Facebook, buổi thuyết trình nào đó qua kênh YouTube, TikTok của mình hoặc có thể là nhìn thấy mình là admin của một vài hội nhóm 10.000 thành viên đến vài trăm nghìn thành viên phải không? Thực ra mình còn đang kinh doanh phụ tùng ô tô, du học và là co-founder của một vài công ty nữa. Thú thực mà nói, mình không phải là một dân chuẩn marketing, mình là một sinh viên ngành quản lý đất đai và cái công việc đáng lẽ mình đang làm hiện giờ là quy hoạch sử dụng đất hoặc đang ở trong một cái căn phòng nào đó để xử lý giấy tờ đất đai rồi. Ngay từ năm nhất đại học, mình đã bị hấp dẫn bởi những thứ sáng tạo và mới mẻ trong cuộc sống và thứ đã kết nối mình với chủ đề marketing này là một chiếc máy ảnh vô cùng đắt đỏ trong những năm đầu đại học của mình. Bắt đầu từ những công việc nhỏ như quay chụp sản phẩm và tham gia những cái dự án khởi nghiệp từ khá sớm. Dần dần mình còn kiêm thêm cả những công việc như viết bài, xây dựng fanpage, website và phát triển hội nhóm Facebook. Nhưng mình cảm thấy chưa thực sự thỏa mãn, Hiếu đã tự tìm tòi và học hỏi nhiều hơn về marketing bằng những khóa học trong và ngoài nước, không chỉ dừng lại ở lý thuyết, Hiếu luôn tìm mọi cơ hội để thực hành nhiều nhất có thể từ những công việc chuyên môn cho đến những chiến lược tổng thể. Năm 2018, trong khi bạn bè còn đang lay hoay đi tìm thì Hiếu đã bắt đầu thành lập agency marketing và triển khai cho hơn 100 khách hàng phần lớn ở Hà Nội và Hồ Chí Minh cho đến năm 2020 mình thường xuyên được mời chia sẻ về những kinh nghiệm thực chiến và định hướng chiến lược cho những anh chị giám đốc và các cấp quản lý dần dần có nhiều người biết đến hiếu hơn và hiếu cảm thấy đây là một sự may mắn và vẫn không ngừng cho đi những giá trị tuyệt vời mà bản thân có thể làm được thực sự mà nói nếu để chia sẻ cho bạn về lý thuyết thì hiếu không bao giờ dám khẳng định hay và chuẩn hơn được những quyển sách nhưng để nói về thực chiến hiếu đã tư vấn và đồng hành rất nhiều những chủ đề từ những sản phẩm giá rẻ giáo dục thời trang cho đến những sản phẩm giá cao như bất động sản không những vậy, Hiếu còn là người tham gia thực chiến từ những công việc nhỏ nhất như quay chụp sản phẩm như thế nào, viết bài ra sao, triển khai website và cách lên một kế hoạch từ khi chưa có gì. Các bạn có thể nhìn thấy một vài hình ảnh của Hiếu. Hàng tuần Hiếu thường được mời đến chia sẻ về marketing ở những buổi workshop tại Hà Nội. Hiếu liên tục mở lớp để chia sẻ và hướng dẫn cho những đội nhóm học viên của mình. Hiếu cùng những người anh em đồng sáng lập tổ chức ra những chủ đề cho đi cộng đồng. Không chỉ ở lý thuyết, Hiếu còn thường xuyên tham gia thực chiến từ những công việc kỹ thuật những vấn đề marketing phổ biến bạn muốn có một chiến lược marketing bài bản rõ ràng nhưng những tài liệu trên internet lại quá chung chung và không thể tham khảo được phải không nếu bạn đang gặp vấn đề nào đó để thu hút được những khách hàng tiềm năng với các dòng sản phẩm hay các chương trình tư vấn của mình khi bạn đang gặp khó khăn trong kinh doanh ai cũng bảo bạn hãy bắt đầu hay đầu tư nhiều hơn vào marketing nhưng đầu tư như thế nào thì họ lại không nói cho bạn thậm chí đến họ cũng không biết bạn nghe quá nhiều về thuật ngữ tối ưu trong marketing Nhưng tối ưu cái gì và tối ưu như thế nào Hoặc nếu bạn đã quá mệt mỏi vì thường xuyên phải chia sẻ, đào tạo hay tư vấn miễn phí Và cuối cùng khách hàng tiềm năng họ không mua Hoặc tệ hơn là họ mua từ những người khác, từ đối thủ của bạn Không những vậy còn mua giá cao hơn của bạn Coaching Marketing huấn luyện tiếp thị cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chương trình Coaching Marketing huấn luyện tiếp thị cho doanh nghiệp vừa và nhỏ này, Hiếu sẽ giải quyết tất cả những vấn đề nêu trên và nhiều các vấn đề khác nữa của các bạn trong khi tham gia với lộ trình bao gồm 3 bước rõ ràng từng đầu mục sẽ được giải thích ở phía bên dưới. Hiếu còn cung cấp cho các bạn những file thiết kế xây dựng kế hoạch theo mẫu để bạn có thể tham khảo và triển khai sao cho hiệu quả nhất. Khóa trình marketing với tổng thời lượng 10 tiếng được chia thành 3 buổi khác nhau. Song song với đó sẽ là những tài liệu video Hiếu đã quay sẵn để bạn có thể chủ động thời gian nghiên cứu, đặt câu hỏi và áp dụng ngay tại thời điểm. Sơ đồ kế hoạch marketing điển hình cho sản phẩm và dịch vụ. Dưới đây là một trong những rất nhiều kế hoạch điển hình để triển khai cho một sản phẩm hay một dịch vụ nào đó. Sau khi kết thúc chương trình coaching marketing huấn luyện tiếp thị của bên Hinu, bạn không những đọc hiểu những sơ đồ như vậy mà còn có thể thiết kế cho mình những kế hoạch hay và phù hợp với chủ đề mà mình đang theo đuổi. Nghe thật hấp dẫn phải không nào? Hãy cùng đọc tiếp để biết bạn sẽ nhận được những gì trong từng lộ trình cụ thể của chương trình coaching marketing huấn luyện tiếp thị doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lộ trình coaching marketing huấn luyện tiếp thị cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Buổi 1: Xác định vấn đề tiếp nhận định hướng và mong muốn của bạn trong tương lai, xác định bối cảnh, tình hình của bạn hay doanh nghiệp của bạn như ngân sách, nhân sự, thời gian và lợi thế cụ thể. Cùng bạn thảo luận ra những phương án và xem mình lên đi theo hướng nào thì hiệu quả nhất tại thời điểm hiện tại. Cung cấp và hỗ trợ lời khuyên, ý tưởng và hướng dẫn giúp bạn để xây dựng được một kế hoạch marketing song song với chiến lược kinh doanh để phát triển nhanh hơn nữa. Buổi 2. Cung cấp những kiến thức nền và tư duy marketing tổng quan marketing, nghiên cứu thị trường, đối thủ, chân dung khách hàng, thương hiệu, truyền thông, vân vân. Tư duy marketing, bộ đỡ marketing, hành trình khách hàng, nguyên lý ao cá, vân vân. Thông qua khóa học quay sẵn, sau đó sẽ được hệ thống lại trực tiếp. Xây dựng sơ đồ chiến lược marketing cụ thể, xây dựng KPI, theo dõi và đánh giá tối ưu hiệu quả. Buổi 3, hướng dẫn triển khai kế hoạch marketing chi tiết và quản lý, viết nội dung cho các nền tảng, ban pay, website, blog, thiết kế hình ảnh, video, đồng bộ nhận diện bóc tách các đầu việc và cân đối người bóc tách các đầu việc và cân đối tài nguyên và con người, đo lường và đánh giá hiệu quả theo KPI. Coaching marketing huấn luyện tiếp thị cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phù hợp với ai? Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn điều hành một doanh nghiệp vừa và nhỏ để phục vụ áp dụng vào triển khai hoặc quản lý. Cấp quản lý marketing, bạn là người quản lý tiếp thị vẫn đang học hỏi và đang xây dựng lộ trình phát triển cho bản thân trong tương lai. Agency marketing bạn điều hành một đại lý tiếp thị mới thành lập hay muốn bổ sung thêm kiến thức để nâng cao chất lượng dịch vụ? Cấp quản lý kinh doanh, bạn đang quản lý công việc kinh doanh của mình, đội nhóm hay doanh nghiệp của bạn và nhận thấy xu hướng tiếp thị mới đang áp đảo mặc dù bạn đã là người có nhiều năm kinh nghiệm. Chương trình coaching marketing huấn luyện tiếp thị cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đã sẵn sàng còn bạn thì sao? Chi phí cho tất cả những nội dung mà bạn vừa nghe ở trên là 10 triệu nay chỉ còn 5 triệu Việt Nam đồng. Đăng ký và thanh toán khóa coaching marketing theo hướng dẫn. Hiếu hoặc các bạn trong đội nhóm Hienu sẽ liên hệ và tư vấn đặt lịch cho các bạn. Nếu bạn đang có thắc mắc gì cũng để lại thông tin, Hiếu và đội ngũ Hielu sẽ liên hệ và tư vấn cho bạn trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi coaching marketing